hoặc là cả nghe lời của cây có hình dạng đặc điểm của loài cải này, nghe cuộn dây có hình dạng như cải thìa muộn, như cải thìa muộn dùng để xào luộc nấu canh. Cải ngọt, loài cải có thân mạnh hơn ra lá không phấn nhánh, có màu xanh đậm, nếp lá phẳng, có dạng tròn và hẹp dần xuống phần cuống. Dùng để xào luộc, cải làm dưa, có hình tròn hoặc hình quạt và nhánh, có hình tròn và hình quạt và nhắn. Khi ăn có vị cay cay. Đây là loại cải dùng để làm dưa muối đấy nhé. Đây là loại cải dùng để làm